web á, xong rồi cô download nguyên một cái series đó, nó chạy xuống. Đó, thì nó vô dễ mà cô, cái đó nó dễ dễ xài đó. Thời gian xài được là bảo đảm. Em không là thầy của cô, thầy của cô đưa lại có cô bà đó. Em ra bây giờ xếp xong đã hết rồi. Đâu có mà xếp đâu. Còn gì nữa, chúng tôi đâu có xài đó đâu. Dạ bà mới xài ạ, bà computer còn thôi cái đó. Tại vì á hả, coi như là không được thông minh mới phải mua cái đó xài cho nó nhanh. Đó, nó đụng chạm á, nó đụng chạm á. Mấy bà, mấy ông toàn là mắc hai mí không, mà thằng Lu đẻ đỡ đưa ra đứa nào đứa đó mắc một mí hết. Tam Lu mắc một mí phải không? Ngộ à. Mấy người nói là mắc một mí nhưng mà nói là giống chính đó. À, có người sinh ra đó, ủa sao con giống chính đi Trang à? Ồ, con của bà Đào. Con bà Đào. Không, chính con ta giống mày. À, con ta giống mày nữa. À, con Thịnh á. Con ta giống mày luôn. Con ta giống mày. Đến bây giờ dù vẫn chưa có câu trả lời là Thịnh đó, Thịnh Đào. Câu trả lời đó tùy theo mọi người. Chuyện này nó hơi thay cơ là clip rồi đấy. Mình đâu có làm gì đâu, trời ơi. Đó. Không, con nghĩ ký mày nó nặng hả? Nó lây quá.